Hội hoa xuân lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội hoa xuân Đinh Dậu thành phố Hồ Chí Minh 2017 đã chính thức khai mạc vào 6 giờ tối nay ở tại công viên Tao Đàn. Với chủ đề thành phố mang tên Bác, khát vọng người sáng, Hội hoa xuân năm nay quy tụ hơn 4.000 hiện vật đặc sắc từ những nghệ nhân tên tuổi trên khắp cả nước. Đặc biệt là nhiều cây cảnh quý hiếm lần đầu tiên có mặt ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội hoa xuân được trưng bày 4.000 hiện vật. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như bộ sưu tập Tùng Nhật lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, có giá trị từ vài trăm đến 1 tỷ đồng. Mai cổ thụ, bộ sưu tập bonsai được tạo hình kỳ công cùng nhiều cây cảnh quý hiếm khác. Năm nay, với sự xuất hiện của nhiều loài cây cảnh độc đáo, đẹp mắt đã góp phần giúp hội hoa xuân thêm ấn tượng và mới lạ hơn. Ngoài ra, điểm đặc biệt của hội hoa xuân năm nay là toàn bộ khuôn viên hội hoa xuân không bị che chắn bởi các pano như trước đây, mà thay vào đó là những mô đun cây xanh trải dài, tạo cảm giác tươi mát trong lành và thân thiện với môi trường. Hội hoa xuân diễn ra từ nay đến mùng 6 Tết, giá vé vào cổng là 30.000 đồng, riêng trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.